Chúng con xin được gửi tới câu hỏi tiếp theo cho thầy thầy Thích Hạnh Phú ạ. Dạ, và xin máy Phật tử Phạm Quê sẽ chuẩn bị âm thanh nha. Tới đây ạ. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hạnh Phúc có câu hỏi hỏi dùm cho một vị đồng tu đang có mặt trên sân mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con làm bên nghề cảnh sát đường biển, thường phải bắt những người buôn lậu trên biển. Vậy thì công việc này có ảnh hưởng đến nhân quả không? Và có ảnh hưởng đến sau này con niệm Phật vãng sanh không ạ? À? Con kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta là người thế gian. Người thế gian thì mỗi người có một việc làm. Làm việc nào chúng ta tận bổn phận làm tròn công việc đó. Như vậy là chư vị đang tận phận theo như lời dạy của Ấn Tổ là tận phận. Chúng ta làm tròn bổn phận của chúng ta. Nếu chúng ta nhận tiền của nhà nước, nhận tiền của chính phủ đi bắt kẻ cướp, kẻ trộm hay là làm an ninh trật tự nguồn biển, mà ta thấy những người cướp, người trộm ta làm thinh, thì chúng ta không làm tròn bổn phận, chúng ta chịu trách nhiệm nhân quả còn lớn hơn. Như vậy thì xin chư vị cứ làm đúng theo phận sự của một người gác biển, giữ gìn trật tự, đó là đúng, tận phận là tốt. Còn vấn đề nhân quả được vãng sanh hay không thì niệm Phật là nhân, nguyện vãng sanh là quả. Chứ vì làm công chức, làm cảnh sát, làm tròn bổn phận, đem cái phước báo đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, rồi khi chúng ta niệm Phật vẫn thành tâm niệm Phật, và nhớ là muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải niệm Phật cho thuần thục và phải nhờ hộ niệm để cầu mong cho cái lúc ngày xả bỏ báo thân của mình được niệm câu A Di Đà Phật rõ ràng trong tâm. Nếu miệng niệm không được, trong tâm niệm cho được và nguyện vãng sanh thì chư vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải làm tất cả những việc công đức thế gian và hỏi rằng tôi có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không thì không đúng với tông chỉ của Pháp Môn Tịnh Độ. Nhớ cho nhé, người nào niệm được danh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc trước khi xả bỏ báo thân thì người đó được vãng sanh, lưu lại tướng lành tuyệt vời. A Di Di Đà Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thành kính tri ân công đức của thầy Hạnh Phú và xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Du.